Em đang xài loại này rất là tốt. Ừ, thì thật ra là tốt thì cũng tim bay tùm lum. Tốt đó thì có rất là nhiều cái loại trên thị trường để mà mình lựa chọn. Nhưng mà Thơ nghĩ nha, một cái loại mặt nạ như nãy giờ Thơ xài á nha, những cái loại mặt nạ nào mà nó dưới 30.000 á, Thơ thấy nó không có chút tác dụng nào hết trơn á. Nó giống như là Thơ hay đùa đùa là mặt nạ mùi á, nhưng nó có mùi thôi à, chứ nó không có tác dụng gì hết trơn á. Thì thường những cái mặt nạ Thơ xài, trời, có những cái loại Thơ mua hay mắc lắm luôn á. Một cái mặt nạ giống như mấy cái hộp này nè, 200 mấy một cái á, mọi người đó. Nhưng mà đều bữa nay như Thơ thấy cái mặt nạ này nè, em lát nè, mua bây giờ như đang khuyến mãi có 31-32 ngàn một miếng mà xài cực kỳ đã luôn. Chị hết thấy em rồi, chị còn thấy. Rồi ok, hồi nãy có bạn gì đó hỏi, Thơ quên mất tiêu tên rồi, Thơ xin lỗi nha. Tại nhiều comment quá, Thơ đọc không kịp á. Ngọc Diệu Dương, đúng rồi em, cái chương trình bác sĩ Long đó, chương trình làm đẹp của Thơ luôn á. Thì chút xíu nè, đâu rồi. Bữa nay là Thơ đắp cái loại này nè mọi người nè. Không, còn có chút xíu nè, còn đây, còn 3 miếng. Cái mặt nạ này á, là Thơ xài một thời gian rất là dài rồi. Nhưng mà cái đợt này là do Thơ mới mua lại, Thơ xài được một miếng trong cái hộp mới nha, rồi nè. Với một miếng đang đắp với 3 miếng này, một cái hộp vậy nó có 5 miếng. Thì cái loại em lát này hồi nãy có bạn kia hỏi nha, là nó có 3 loại này nè. Trời, Thơ mua nhiều lắm luôn á nè mọi người. Để bữa nay đi, có gì Thơ sẽ tặng lại cho mọi người nha. Mà Thơ có nhiều cái để tặng lắm. Mọi người share livestream này giúp Thơ đi. Nãy giờ rồi chắc cho Thơ tháo luôn nè. Trời ơi, ôi mát, đã. Mọi người có nhìn thấy không? Không biết qua qua livestream mọi người có thấy không vậy? Hồi nãy cái da Thơ khô queo á, chỉ còn căng được đúng cái mũi thôi. Bây giờ mọi người thấy nè, đã dễ sợ đã luôn. Nó để lại trên da mình một cái lớp mà kiểu mà dưỡng chất á, thành ra cái da của mình nó đang được cấp ẩm, căng bóng. Cái mặt nạ này nha mọi người, là mọi người tháo ra xong không cần rửa lại. Cái tinh chất đó như bây giờ là Thơ mới tháo ra, nó đang còn rất là ướt, tại vì nó nhiều á, nó còn ở trên mặt mình rất là nhiều, nó ướt. Nhưng mà Thơ thấy nha, tầm khoảng 5 phút thôi, mọi người cứ để hoặc là massage như này, là từ 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 nó thấm vô da mình giống như cái tay Thơ nè, nó khô nha, chứ nó không phải kiểu mà nó rít nhiều giống như những cái loại mặt nạ khác mà cái chất nó là chất kem á, còn cái chất này là chất serum. Thành ra thật, nếu như mà da bạn nào á mà quá nhạy cảm với cái chuyện là cấp ẩm, sợ là cấp ẩm nhiều quá cái rồi nó lên mụn thí dụ vậy đó, thì mọi người có thể rửa đi cũng được. Nhưng mà riêng với Thơ là Thơ sẽ để đó rồi ngủ qua đêm luôn, qua sáng hôm sau là cái da của mình nó vẫn còn cái độ ẩm và căng mướt nha mọi người. Mọi người đâu hết rồi, tăng lên lại rồi kìa. Đây Thơ đây, hồi nãy đắp mặt nạ giống như mọi người không nhận ra Thơ hay sao á. Ngọc Diệu, Dương Ngọc Diệu. Rồi. Bữa nay cho bạn nào mới vô ha, bữa nay là Thơ 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 lần đầu tiên livestream trong năm 2021, và cũng hình như là cũng là lần đầu tiên trong năm 2020. À không, có một lần đi gói bánh chưng ở nhà anh Quốc Đại. Thành ra cho nên là cũng thấy lúng túng á mọi người, không biết là thực sự livestream vậy có nói chuyện được nhiều với mọi người hay không. Sẵn vừa livestream vừa đắp mặt nạ luôn. Ừ, để dưỡng ẩm. Hình như là cái tốc độ dung lượng cái gì wifi của Thơ nó đang yếu á. Mọi người mà có không nghe rõ Thơ nói, mọi người nhắc Thơ nha. Rồi, như lời hứa thì ngày hôm nay nha, Thơ sẽ chọn ra ba bạn. Là thực sự đây mọi người biết không, chắc chắn là Thơ sẽ còn livestream hay là còn còn post video rất là nhiều để tặng quà cho mọi người. Tại vì Thơ cũng muốn là giữ cái tương tác với mọi người á, cho nên là Thơ nhờ mọi người share livestream này giúp Thơ. Cái máy nó rớt rồi. Thơ nhờ mọi người share cái livestream này giúp Thơ, một phần là để mình giữ cái tương tác á mọi người, chứ Thơ sợ ít bữa nữa cái Facebook mà họ bóp tương tác á, rồi không biết làm sao mà Thơ Thơ giữ cái tương tác, giữ liên lạc với mọi người.
Một phần nữa là Thơ cũng muốn được tặng quà cho mọi người á, tại vì có những như bữa nay cái mặt nạ này thì Thơ tự mua, nhưng mà có những cái lúc là Thơ được mấy cái nhãn hàng người ta họ tặng nhiều á, thì có gì từ từ Thơ cũng sẽ tặng quà hết cho mọi người á. Cho nên là mọi người share livestream giúp Thơ nha. Thì bữa nay Thơ như đã hứa là Thơ sẽ tặng cho mọi người cái mặt nạ mà Thơ mới mua của em Lát này luôn nè. Hôm bữa là Thơ mua tới mấy chục cái lận, cho mấy chục miếng lận. Thì Thơ sẽ bữa nay Thơ sẽ chọn ra ba bạn, mỗi bạn Thơ sẽ tặng một hộp như vậy là có 5 miếng luôn nha mọi người. Thì Thơ sẽ mix ba cái mẫu này nha. Thơ nói lại nè, còn nếu không thì mọi người muốn Thơ tặng cái loại nào thì cứ comment nha, để Thơ lựa cho đúng cái chất cái vấn đề da mà mọi người đang cần luôn á. Cái loại màu vàng cái của em Lát nha, cái màu vàng này là dành cho da mụn nè, cái màu xanh này là để cấp ẩm mà Thơ mới xài lúc nãy nè, còn cái màu trắng này á là để cho sáng, giúp sáng da với lại căng bóng. Cái em Lát này á Thơ nói sơ qua một chút xíu để mọi người yên tâm á, tại vì khi mà Thơ tặng quà cho mọi người Thơ cũng lo không biết mọi người sử dụng có được hay không, mà cái này không phải lần đầu tiên Thơ tặng đâu, tại vì Thơ làm chương trình về làm đẹp ở dưới đài Vĩnh Long á, Thơ cũng tặng quà cho mọi người nhiều ở đây, không biết có ai đã từng nhận quà những cái loại mỹ phẩm cao cấp của Thơ hay chưa. Thì cái dòng mặt nạ em Lát này á, nó là dòng mặt nạ của Sơn Tùng MTV làm đại diện đó, cho nên là không phải riêng mặt nạ mà tất cả các sản phẩm về dưỡng da về làm đẹp, không phải cái gì mà người ta xài hợp thì mình xài hợp, như bản thân Thơ Thơ xài được cho nên là cứ thế Thơ xài thôi. Rồi còn những ai mà mình xài không hợp thì mình cứ tìm cái loại mình hợp thôi. Thì ở đây có ba loại nhé, hồi nãy Thơ có giải thích với mọi người rồi, mọi người cứ comment cho Thơ là mọi người thích loại nào để Thơ tặng cho đúng á. Thì cái loại này nè, nó có một vài cái thông tin mà Thơ nghĩ mọi người cũng sẽ phần nào yên tâm. Cái thứ nhất là đương nhiên rồi, nó có đầy đủ giấy phép, giấy tờ được lưu hành, cho nên là khi mà Thơ tặng cho mọi người thì Thơ cũng sẽ cảm thấy yên tâm phần nào vì Thơ xài cho Thơ rồi mà. Cái thứ hai nữa là hồi đó Thơ 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 xài nó là vì Thơ để ý một cái Thơ rất là thích luôn. Trong này nè, mọi người thấy có cái logo này nè, nó là cái chứng nhận Pekin là thuần chay nha mọi người. Có nghĩa là những cái thành phần trong cái sản phẩm này á là nó có cái chiết xuất tự nhiên thiên nhiên và không có một cái nguồn gốc động vật nào ở trong đó hết, thì mới được gọi là thuần chay. Cho nên là những bạn nào mà ngại một cái gì đó về động vật, đặc biệt là những cái bạn ăn chay chẳng hạn, mà đôi khi mình cũng có những cái niềm tin riêng của mình á, thì mình yên tâm mình sử dụng nó nha. Và chưa kể là nghe thuần chay thì thấy nó rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên á, nó rất là lành tính luôn. Còn cái gì nữa ta,